Dạ, có thỉnh thoảng đôi lúc con thường hay bị như đang đang ngồi bình thường thì cái vùng đầu của con á, có khi là bên trái, có khi là bên phải, có khi đằng sau, tự nhiên ở một cái điểm á, cái nó như là nó tê lên, nó tê lên cái nó lan 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 ra cái nó dịu xuống. Dạ, thỉnh thoảng cái nó hay như vậy thầy, mà con thì con vẫn tiếp tục theo dõi hơi thở. Dạ, con tiếp tục theo dõi hơi thở và con cũng kệ nó luôn. Và lâu lâu nó cũng bị như vậy. Dạ, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con là trong dụng công con đã sai chỗ nào ạ? Rồi. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Dạ, mô Phật, cứ kệ nó đi, câu đó hay á. Một câu đó thôi. Không có sai đúng nha. Cố gắng đúng là mình sẽ sai. Như thế nào thấy nó như thế đó. Mỗi cái biểu hiện là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy. Hết nhân đó, hết duyên đó, hết quả đó. Còn những cái thân biểu hiện, hiện tượng của vật lý cơ thể mình là thiên hình vạn trạng. Để cho vậy, để cho mình thấy nó, chứ không phải để mình tìm hiểu nội dung nó vì sao. Đừng hỏi câu hỏi vì sao, vì mình sẽ không trả lời hết. Nó liên miên bất tận nhân duyên vô số. Hiểu chưa? Thấy nó sinh và thấy nó diệt. Thấy pháp sinh diệt trong một ngày, ngày đó đẹp hơn 100 năm mà không thấy pháp sinh diệt. Vậy thầy ngồi ra thầy giải thích. Thì sao? Vấn đề là mình thấy nó sinh và mình thấy nó diệt. Vạn pháp là biểu hiện của Thế Tôn để cho mình thấy pháp sinh diệt. Vậy nha. Dạ, cố gắng ngồi. Nói từ cố gắng ngồi sai rồi. Ngồi cho nó vui. Khi nó vui là nó có hỷ, có cái hỷ là nó có cái định, có cái định nó sinh cái tuệ.